Rồi, ok, chào anh em ha. Hôm nay A Xính lại tiếp tục giới thiệu cho anh em nhiều sản phẩm nữa ha, để cho anh em thấy và anh em biết. Thì vừa rồi có nhiều tin đồn nói là A Xính bị thế này vậy kia, thì thật sự không phải. Đó là do A Xính cưới vợ nên A Xính phải nghỉ. Đó, anh em nhìn nè, tay thì giờ đeo nhẫn rồi. Đó, mới cưới vợ thì em nghỉ, chỉ thế thôi. Còn bác nào độc mồm, độc miệng thì cái chuyện đó em không biết. Nghe nhiều người đồn nhưng mà em cũng chả quan tâm lắm ha. Cách thức mua bán của A Xính là: thứ nhất, anh em cặp cho A Xính 100.000. Thứ hai, ship tận tay, ship code, ship mọi miền tổ quốc, muốn đi đâu ship hết nha. Ship cả cây cũng ship. Anh em này muốn ráp cả cây thì ráp, muốn ship nguyên cây thì ship nha. Ship tận tay nha, nên không cần phải suy nghĩ gì hết, không cần phải đi đâu, không cần phải làm gì đó. Ship tận tay anh em, ngồi ở nhà nằm trên giường, em đưa tới tận chân giường cho anh em luôn nhá. Quỳ xuống trước mặt anh em, dạ hàng của bác đây, bác nhận và bác trả tiền cho em. Nhưng lưu ý một điều, không cho xem hàng. Chỉ vậy thôi, anh em đừng xem hàng thì sẽ tới được với A Xính nha. Luôn luôn là ship code. Rồi, cái thứ hai, anh em nào sợ, vẫn sợ bị lừa mà không đảm bảo được uy tín của A Xính á, giao dịch trực tiếp tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, nói tắt ra là Sài Gòn, ở miền Nam, A Xính ở miền Nam nha. Anh em nào không muốn ship code, không muốn chuyển khoản, liên hệ với A Xính, gặp trực tiếp giao hàng nha. Không phải lo lắng về vấn đề gì hết. Ngồi tại nhà của A Xính, vô tận kho của A Xính, lấy hàng, trả tiền, mang về nha. Đừng thử tại nhà là được rồi. Hơi ghê một xíu, em không thích điều đó. Giao dịch trực tiếp. Nói lại lần nữa, một là ship code, cọc ship code không đồng kiểm nha. Cọc ship code không đồng kiểm ở Lạng Sơn, Bắc Giang, Lào Cai, Tây Nguyên, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Lào, Campuchia, Thái Lan, Đông Timor, Brunei, ship hết, ship tận tay cho anh em. Khung nè, quy nè, cành nè, kiến nè, van nè, bình nè, tất cả những gì của BCB A Xính ship được hết toàn bộ nha. Kẹo sắp tới A Xính bán luôn, ship tận nơi luôn, tận chân giường. Thứ hai, anh em nào mà muốn sợ ship bị A Xính lừa vì không cho xem hàng hay là bị lừa này kia, đã bị lừa rồi, ok, giao dịch trực tiếp tại miền Nam hoặc giao dịch trực tiếp tại Hà Nội nha. Sắp tới sẽ mở rộng thêm miền Trung, sắp tới nữa mở rộng ở miền miền Tây, và sắp tới nữa sẽ có một trung tâm ở vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Yên tâm, A Xính nhiều chân rết lắm, không phải lo nha anh em. Thích giao dịch trực tiếp, cho giao dịch trực tiếp, đừng suy nghĩ cái gì hết. Nhưng tốt nhất nên qua quận 9 Sài Gòn lấy hàng nha. Rồi, đầu tiên vẫn là huyền thoại ha, cành Đài Loan, năm cành Đài Loan nè, Lotha Rinwader, Rinwader nè, Litton Inukchai nè, LSTB vẫn là 635 anh em ha. Nè, Col.25 nè. BVN này em không thể dịch cho anh em được, tại vì nó liên quan tới một số danh tính của em nên em không dám dịch cho anh em. Và trên cái mã vạch này thì bây giờ người ta làm mã vạch như thế này nha anh em, tránh bị trường hợp bị giả nha. Khi anh em sờ lên mã vạch này nó cộm là thứ nhất. Cái thứ hai, anh em có thể lấy những cái mã vạch này khi anh em nhận được cành chụp hình gửi qua bên Đài Loan, anh em hỏi đây có phải là cành Đài Loan hay không, hoặc trước khi mua anh em chụp một tấm hình gửi qua bên đó. Bây giờ bên Đài Loan họ đang nói ở Việt Nam mình có rất nhiều người làm giả nên anh em phải chú ý cẩn thận ha. Riêng nằm Đài Loan này 5.5 bao 80m trở lên, 635 bao 90m trở lên. Đây còn hơi khiêm tốn chứ, nói thẳng ra là phải 120m, nhưng khiêm tốn như vậy thôi. Cành bao đổi trả cho anh em ha, tiền bạc ai cũng là mồ hôi nước mắt hết á. Ví dụ anh em test có vấn đề rồi, ok, muốn đổi gửi A Xính, A Xính test, nếu không có vấn đề A Xính trả, còn nếu test mà có vấn đề thì A Xính đổi cho anh em cây mới hoặc trả tiền cho anh em ha. Tất cả ở đây ai cũng phải lao động, và khi lao động thì mới có đồng tiền, và khi có đồng tiền mình mới đánh đổi bằng một sản phẩm. Nếu mua chúng sản phẩm bị lỗi, A Xính hoàn trả tiền hoặc đổi cho mọi người một cây mới nha. Nên anh em không phải yên tâm, đừng có để cho những họ người lừa đảo giả danh này kia người ta lừa mình nha anh em. Đồng tiền mồ hôi nước mắt rất là cực khổ khi làm ra được nha. Rồi, qua rồi, bỏ cành Đài Loan qua một bên. À, cành Đài Loan thì nói thêm,
Em có loại 13, 16, 18, 20, 24 inch ha, tất cả các chủng loại 5.5 và 6.35. 6.35 thì có 16, 18, 20, 24 inch trở lên. Rồi, bỏ Đài Loan qua một bên. Kế tiếp đó là cành đầu hổ, cũng là mưa làm gió vừa rồi. Cành đầu hổ này nó là cành của Đức và nhập quá cảnh về Đài Loan và tới Việt Nam cho A Xính. Cành này nó được sở hữu bởi công ty Lothar Wader mà sản xuất ra cái súng Impact á, mà bán 160 triệu tại Việt Nam mình á. Thì nhiều anh em lại hỏi Lothar Wader á, là của Mỹ, thật sự không phải, nó là của Đức và Đức bán bản quyền sản xuất về cho Mỹ nha anh em. Nó là của Đức. Toàn bộ những súng như có tên Lothar Wader Impact đồ á đều là của Đức nha, mà bán ra ngoài cho người ta sản xuất. À, để cho anh em xem khương tuyến ha. Đây là khương tuyến cành Đài Loan. Trước mắt là khương Đài Loan. Vẫn là một vẻ đẹp, đẹp hơn Ngọc Trinh nha. Bấm im lặng cho. Vẫn hơn Ngọc Trinh nha. Đó. Úi giời ơi. Quá đẹp luôn, không một vết cặn ha. Đó, đầu đít thì như nhau. Và anh em luôn nhớ cành 635 luôn là khương tuyến kép, ở giữa có một vết lõm của khương tuyến nha, rất là đặc trưng nha. Còn một số anh em có hay hỏi em mấy cái nòng mà 2 triệu mấy, 3 triệu có phải nòng Đài Loan hay không, thì cái đó anh em nên tự tìm hiểu. Em không thể nào nói trên clip được, tại vì làm như vậy rất là nhiều anh em người ta nói em thế này thế kia, người ta bảo em là lung tung vớ vẩn nên em không thích. Còn muốn gì bên riêng em sẽ chỉ cho cách phân biệt ha. Rồi, đây là khương tuyến của nòng FX Impact nói riêng, và nói nhanh á, nó là cành đầu hổ. Thì cành đầu hổ đặc điểm của nó là 45cm trơn và 15cm còn lại nó là khương tuyến. Tất cả khương tuyến đều là choker hết ha. Trơn thì chắc chắn mình nhìn thì không thấy mấy đâu. Nhìn nó tối thui à. Đó, trơn mình nhìn không thấy đâu, đó, nó là trơn hết á. Ở đầu này á, là do em chưa ấy á, chưa cạo cái lớp vệ sinh thôi chứ không vấn đề gì đâu anh em. Rồi cái thứ hai rồi cái đầu đít của nó 15 khương tuyến à, quên, sorry anh em, khương tuyến đít nè, 15cm khương tuyến nè. Đó anh em thấy chưa, đó nó chỉ có 15cm thôi. Đó anh em thấy vết cắt khương tuyến chưa, nó chỉ có tới đây thôi nè anh em, 15cm nha. Thì nòng này ra gia tốc rất là cao, bao cho anh em ở cự ly 100m nha. Bao cho anh em xài cái nòng này ở cự ly 100m đối với Kodo nha anh em. Đó, rất là ok. Cành thì không kén kẹo, kẹo đóng vẫn xài được, nhưng mà kẹo đóng thì đóng đúng người. Rồi kế tiếp là Polygon. Thì cái nòng Polygon này khi về Việt Nam của mình á, là nó bị dính phiên bản, đó là phiên bản nó bị dính cái lỗi bản quyền nên nó phải thay đổi cái phiên bản. Thì cái phiên bản này của nó là cái phiên bản mà đã tiện được đầu 8 nha, để về xài condo luôn, nó cũng ngon. Đây, nó sẽ thay đổi phiên bản đó là Double Lion Brand Lothar Wader ha. Có nghĩa là hai con hổ đấu, và ở dưới là của hãng Lothar Wader. Nó khi mà nó bán về, bắt buộc, tại em mua những cành này nói thẳng cho anh em nghe luôn, đó là em phải quá cảnh. Ví dụ như nòng của Đức nè, nòng này nòng của Đức, nhưng em phải quá cảnh qua Đài Loan nè, thì nó bắt buộc nó phải như vậy. Thì mỗi lần em quá cảnh thằng Đài Loan đó, nó sợ vướng bản quyền nên nó phải đổi, thay đổi một số chi tiết của nó, chứ để như vậy không thể nào bán về cho tụi em được. Và cành này á, gia tốc nó phải nói là cực ghê luôn, rất là ghê, nên bắt buộc nó chỉ giao về cho mình được loại 5.5 thôi. 635 là nó không giao được nha anh em nha, 635 là không có, nó chỉ bán 5.5 thôi. Đây em sẽ cho anh em xem khương đó, nó chỉ 6 khương, và khương là khương lưỡi dao nha anh em. Gia tốc của nó rất là cao, không phải cứ ít khương là gia tốc cao, nhưng mà cái này là cái sự công nghệ của người ta, đây là công nghệ của người ta làm ra được đó. Công nghệ lưỡi dao của nó, cái công nghệ mà lưỡi dao khương tuyến tam giác này là nó nằm trong cái nòng AK47 nè anh em nè,
6 gương tuyến nằm trong nòng AK47, anh em nào mà không tin thì cứ lôi nòng ra coi nha. Là có nghĩa viên đạn của mình nó không bị cái độ ma sát hoặc nó giữ lại nữa, không bị giữ, nó không bị sần như thế này mà nó bay phát là bay luôn, bay cái vèo vậy. Và tốc rất là cao ha, nên anh em xài cứ xả láng xài nha. Mua thì cứ liên hệ A Xính, hàng là ship code tận nơi, không phải lo lắng về gì hết. Đó, rất là đẹp ha. Rồi kế tiếp là cần Mỹ. Thì vừa rồi em nghe nói một số anh em nói mua cần Mỹ phải có vân thép, vân thiết, đồ này kia các kiểu ha. Vậy bây giờ tôi hỏi anh em nào mà cái này em nghĩ là chắc là kiểu như mà muốn bóc phốt á, là người ta kiếm chuyện thôi. Chứ tôi hỏi anh em tại sao cái Vision hoặc là cái SH đi, tại sao cái SH Ý nó đẹp hơn cái SH Việt Nam? SH Ý là nhập nguyên con từ Ý về, còn SH Việt Nam là tại Việt, là hàng của thằng Nhật, nguyên cục máy của Nhật, nhưng khung sườn rồi dàn lông là của Việt Nam sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Thì anh em hỏi tại sao nó khác nhau. Nên nhiều lúc đừng có nhìn một hai cái nhỏ ví dụ như vân thép thế này thế kia rồi lên phốt người ta. Không, người ta bán hàng luôn luôn người ta bao nha. Riêng cành Mỹ bao cho anh em 100m. Tại vì sao? BCB kinh nghiệm họ đã test lên tới 120m. Tôi bao 100m đó là vẫn còn khiêm tốn. Không lẽ bây giờ tôi bao lên cho anh em 150m nói như vậy thì quá đúng không? Nhưng tôi bao cho anh em đúng. Trước khi rất nhiều người đã mua cành Mỹ của tôi thì tôi có nói trước, Mỹ không hơn Đài Loan bao nhiêu. Nhưng cái vấn đề nó nằm ở chỗ là thép của nó rất là tốt. Nó xài được lâu, nó xài được bền, nó xài được hoài, nó xài được cả tới đời cháu, đời con của mình. Đời con, đời cháu, đời cố, đời cụ, đời can, ông tổ, bà tổ, ông vua, ông chúa nha. Nên đừng có lên mà nói một hai cái, nè thích vân thép, có vân thép nha. Nè, vân thép đúng không? Nhìn cho kỹ vô. Chỉ sợ buổi tối nhìn không hết thôi. Thích vân thép, có vân thép nha. Bình thường là nó sọc ngang như thế này cái gì. Chắc là cũng chỉ đi nghe người ta nói là có vân thép rồi mới đúng cành Mỹ. Sai lầm. Tùy phiên bản, tùy năm người ta sản xuất thôi. Đúng không? Anh em có thể nghe những người nói năm 24, 25. Nhưng bây giờ năm 28 rồi anh em. Năm 28, 29 rồi. Thời công nghệ 4.0 rồi. Thời công nghệ 4.0 rồi nha. Đừng có nghe ai đó. Nghe mình sáng, mình dậy, mình soi gương, mình còn thấy mình xấu hay mình đẹp nữa mà. Mình còn không tin mà, hiểu không? Nhiều lúc mình trang điểm mà mình vẫn còn cảm thấy là mình trang điểm chưa được. Mình làm tóc, mình thấy vuốt chưa, vuốt keo tóc nó còn chưa đẹp nữa. Nói gì mình tin người ngoài. Thích chơi vậy thôi, còn nếu sợ bị lừa tới tận nơi lấy cành Mỹ nha, cho test tại chỗ, ok mang về, không ok trả tôi, rất dễ mua bán, rất dễ, không sợ gì, không cần phải nghe ai bàn ra, tiền của bạn, hàng người ta, còn mồm là mồm của thiên hạ, ok, rõ ràng đúng không? Đây cành Mỹ, cành này thì em đang xài nhưng mua em vẫn bán. Cành này thì em đang xài, mua em vẫn bán. Khuôn tuyến nó soi không có kỹ được đâu, tại vì em chưa vệ sinh. Đó, khi mua thì có hộp hiếc đàng hoàng, hai cái định tâm ngu là sao, định tâm nó là 1.5, 2.5, 3.5 đó nha, định tâm lẻ, đầu chụp giấy dẫn dầu đó. Còn ai muốn phốt chuyện người ta, đây cành Mỹ này cho anh em xem nhé. Khương tuyết tròn rất đẹp, chả vấn đề gì cả. Đó, khương tuyết kép đàng hoàng chứ phải thường đâu. Phiên bản mới rồi, 28 rồi mà anh em đi nghe 24, 25 thì sao biết được. Thích vân thép, có vân thép, chứ sợ gì. Chẳng qua chỉ sợ trong kho của mấy thằng bán nó không còn cái mẫu cũ thôi chứ không. Có mẫu cũ thì lại càng ngon, khổ vây chứ. Đó, đây, Khương Tuyến. Rồi, riêng cành Mỹ bao cho anh em ở cự ly 100m, tôi không cần biết 5.5 hay là 6.35. Nhưng phải nói gia tốc của cành Mỹ rất là cao. Anh em nào có điều kiện cứ mua cái máy FPS á, anh em về đo gia tốc nha. Bắn thử một cành này, một cành mà nói cứ so sánh hai cành Mỹ đi là biết, tôi đảm bảo gia tốc của tôi rất là cao, cao nhất ngất ngưỡng nha. Đó, đây là những loại cành em bán, sắp tới có Dyna, sắp tới có Dyna Đài Loan nữa nha. Dyna đó là Dyna nhập quá cảnh từ Đức về, nhưng mà nó phải thay đổi kết cấu luôn. Thì em vẫn cứ gọi đó là Dyna Đài Loan nha. Giá nó thì cũng tập trung với lại cái cành Đài Loan thôi nhé anh em nhé. Còn đây là nè, đây là ruột. Đấy, ruột bọc đồng nha.
khung U, khung U nhập. Đấy, khung nhập. Nhiều anh em mua xong bảo ồ sao bây giờ trên khung không có dãy số giống như dãy số lần lên đít, làm sao mà giống được. Càng ngày nó càng thay đổi mà, càng ngày nó càng lên mà, đúng chưa? Nó phải có một sự thay đổi chứ nó đâu có thể nào mà nó giữ hoài được cái phiên bản đó, đúng không anh em? Giống như bây giờ anh em mua cái SH Ý với cái SH Việt vậy thôi, nó hoàn toàn khác nhau mà, đâu thể giống nhau. Mỗi năm nó sẽ có mỗi cái khác nhau, ví dụ về cái đèn, cái đầu, cái đít, cái hông của nó. Nó sẽ làm càng ngày càng đẹp hơn, càng ngày càng tốt hơn. Có thể những cái cành Mỹ mà anh em nói có vân thép đó là lỗi trong CNC của tụi nó, chứ đừng có dựa vào trong đó mà nó là có vân thép. Thì bây giờ người anh em Việt Nam ở đây lấy cái đó để dựa vào chứng minh đó là cành Mỹ, nhưng còn người nước ngoài người ta lại cảm thấy cái đó rất là xấu, nó cần phải bỏ, loại bỏ cái đó đi. Bây giờ nó loại bỏ tôi nhập về, chẳng lẽ anh em nói tôi là hàng làm hàng copy, đúng chưa? Anh em hiểu không ạ? Cái đó mình rất là dễ dàng để mà phân biệt. Đấy, anh em nào mua cứ liên hệ A Xính ha, toàn bộ hàng ship code, còn thích giao dịch trực tiếp, không lo lắng về vấn đề. Anh em chỉ việc lo lắng là tiền bạc anh em có đủ không. Còn tôi, hàng tôi rất nhiều, anh em lấy cứ liên hệ. Rồi, chào anh em.